Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến với quý vị và các bạn bộ giải pháp quà tặng trà cụ thuần Việt cao cấp An Thổ Túc. Để nói về bộ quà tặng này, chỉ một từ duy nhất có thể diễn tả, đó là từ tinh. Tinh hoa hội tụ từ đất mẹ Việt Nam, tinh xảo trong chế tác và tinh tế trong thiết kế. Từ cảm quan bên ngoài ta thấy, chiếc hộp được thiết kế rất sang trọng với họa tiết đậm chất văn hóa Việt. Hình ảnh chim lạc bay trên mây, logo An Thổ Túc được thiết kế nổi bật ở chính giữa. Tất cả họa tiết được ép kim sang trọng trên nền chống đồng cổ. Nắp và thân hộp được kết nối với nhau bằng nam châm chắc chắn, đóng mở thuận tiện. Khi mở hộp, chúng ta sẽ thấy các sản phẩm bên trong được sắp xếp rất gọn, đẹp và tinh tế. Đây là bộ quà tặng chứa đầy đủ các trà cụ cơ bản trên bàn trà Việt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với từng sản phẩm cụ thể trong bộ quà tặng thuần Việt An Thổ Túc này, xem giá trị của bộ quà tặng của chúng ta như thế nào các bạn nhé. Trọng tâm của bộ quà tặng là chiếc ấm trà. Ấm được làm từ bãi đất quý An Thổ Túc nguyên khoáng, khai thác từ vùng núi Tràng An, Ninh Bình. Bãi đất là sự kết hợp giữa đất sét, cao lanh, phù sa cổ và các vi khoáng kim loại quý. Đất làm ấm được khai thác kỹ, phơi ủ phong hóa trong gần chục năm, sau đó lại được tinh luyện trong 72 giờ đồng hồ, lâu gấp 3 lần quá trình làm ấm thông thường. Ấm được chế tác bán thủ công bởi những người thợ gốm lành nghề Bát Tràng và được nung ở nhiệt độ trên 1.200 độ C. Từ những điều trên đã cho chúng ta một chiếc ấm trà mịn màng, tròn đầy, màu sắc gan gà nguyên bản từ đất, không pha trộn men màu hay tạp chất khác. Chất ấm đanh, thân ấm chứa nhiều lỗ khí khổng, giúp điều hòa nhiệt độ trà tốt và lưu hương trà xuất sắc. Tiếp đến là chén trà. Tại sao bộ quà tặng An Thổ Túc lại sử dụng tới 12 chén? Câu trả lời là để đáp ứng sử dụng theo mùa ở Việt Nam. Với những chiếc chén thấp, miệng rộng, phù hợp để thưởng trà vào mùa hạ và thu vì trà sẽ nhanh nguội hơn. Còn với dáng chén cao, lòng sâu sẽ phù hợp để uống trà vào mùa đông và xuân vì sẽ giữ trà nóng lâu hơn. Chén sứ của bộ quà tặng An Thổ Túc được làm từ xương đất cao cấp và dòng men cho cổ truyền Bát Tràng. Họa tiết trên chén được vẽ tay thủ công hoàn toàn với đường nét vô cùng tinh xảo. Chén sứ An Thổ Túc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như thấu quang, tính thanh sạch do dễ dàng vệ sinh và tính thẩm mỹ xuất sắc. Đi cùng với chén là các lót mây. Khác với các bộ trà cụ khác, An Thổ Túc không sử dụng đĩa lót bằng gốm hay sứ mà sử dụng mây, một chất liệu rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Kỹ nghệ đan mây tinh xảo kết hợp với sứ Bát Tràng khiến cho bộ trà cụ không hề nặng nề mà lại vô cùng nghệ thuật và tinh tế. Dụng cụ tiếp theo là tống trà. Chiếc tống được làm từ chất liệu sứ Bát Tràng cao cấp với hình dáng thanh thoát, nhẹ nhàng. Tống trà với công năng chính là điều hòa nhiệt độ nước và giúp chuyên trà từ ấm ra các chén được đều vị hơn. Bên cạnh đó, chúng ta có một hũ đựng trà với hình dáng tròn trịa, nhẹ nhàng. Chiếc hũ cũng được làm từ bãi đất An Thổ Túc nguyên khoáng. Nắp hũ kín khít và thân hũ có chứa các lỗ khí khổng, giúp trà bên trong hũ vừa được bảo quản tốt, lại vừa được thở mà không bị bí khí, ngột ngạt. Tiếp theo là một chiếc thuyền trà hay còn gọi là đĩa kê ấm. Chiếc thuyền trà dưỡng ấm là vật dụng cần thiết để có thể nuôi chiếc ấm ngày càng bóng đẹp. Thuyền trà được chế tác bởi người thợ gốm tay nghề cao, họa tiết khắc tay thủ công trên nền men đa sắc cổ Bát Tràng. Chiếc thuyền trà thực sự là một tác phẩm nghệ thuật và khi đặt ấm lên, hai thứ hòa quyện vào nhau và khiến cho bàn trà càng thêm phần an nhiên và sang trọng. Cuối cùng là các dụng cụ bằng tre. Các dụng cụ như cung nhãn, châm trà, gạt trà được làm từ chất liệu tre Việt già đanh và chắc. Màu sắc của tre mộc mạc, bình dị khiến cho tổng thể bộ trà cụ An Thổ Túc lại càng nhẹ nhàng, tinh tế. Bộ trà cụ thuần Việt An Thổ Túc xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho giải pháp quà tặng cao cấp với đầy đủ các tố chất như ý nghĩa sử dụng thiết thực, thiết kế tinh tế, sang trọng, chế tác tinh xảo, hàm lượng thủ công cao và hơn hết, đây là món quà mang đậm giá trị văn hóa Việt Nam từ con người, chất đất, chất mây tre đến từng họa tiết, hoa văn tinh xảo.